Đấy. Lúc nãy nó đóng rồi, anh nào nó trơn rồi. Đấy. Trơn quá. Chúng tôi có hình thức đào tạo nghề song hành hai hình thức đào tạo trực tiếp tại Học viện 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hình thức thứ hai đó là chúng tôi đào tạo qua bộ video online mà chúng tôi đã đóng gói với những cái tâm huyết của những cái nhà đào tạo chuyên ngành để giúp cho các bạn trẻ có một cái nghề để khởi nghiệp và có cơ hội để phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0964405366 và đến trực tiếp cơ sở đào tạo nghề Học viện iCopy, địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội để tham quan cơ sở vật chất và tham gia những cái buổi học miễn phí tư vấn đào tạo nghề, cung ứng việc làm chuyên ngành kỹ thuật máy photocopy. Và hôm nay là ngày thứ bảy, chúng tôi đang có những cái buổi thực hành trực tiếp trên những cái khối cụm linh kiện vật tư của rất nhiều những cái nhãn hiệu máy Xerox, cụm sấy của Xerox máy màu, những cái lỗi tín hiệu liên quan đến cụm nạp bản gốc ADF và tín hiệu lỗi laser SC202220. Anh chị và bạn thấy ở đây. Và chúng tôi sẽ chia ra nhiều cái phân đoạn thực hành để giúp cho học viên của chúng tôi sau khi tham gia những cái khóa đào tạo chuyên về kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, các bạn sẽ được trải nghiệm và thực hành cụ thể trên những cái bàn lỗi. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ trang bị toàn bộ những cái kỹ năng liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật máy photocopy như là cài in scan và những cái tính năng mở rộng được update trên những cái nhãn hiệu máy photocopy hiện đại đang thịnh hành tại thời điểm hiện tại. Và cái quan trọng của một người kỹ thuật viên đó là kỹ năng tháo lắp thành thục, tự tin. Và chỉ có kỹ năng tháo lắp thành thục mới quyết định cho chúng ta cái thành công trong quá trình chúng ta bắt ban bệnh và thực hành sửa chữa trên những cái ban thực chiến tại khách hàng. Chúng tôi có rất nhiều những cái khóa học từ căn bản với thời gian 3 đến 6 tháng và những khóa chuyên sâu từ 6 tháng đến 1 năm để bạn có thể trở thành một kỹ thuật viên thực thụ, sửa được rất nhiều nhãn hiệu máy trong phòng đào tạo của chúng tôi ở đây. Nhưng những Konica mẫu C6000, 7000, máy cổ lớn MPVK2400 với những cái model tương thích như là 3601 ở thời điểm hiện tại của hãng Ricoh, máy photo màu của Xerox, máy cỡ nhỏ đa năng IM550 mà chúng tôi vừa nhập về cũng đang được đưa vào để thực hành đào tạo trong cái phòng thực hành này. Hãy liên hệ với chúng tôi và trải nghiệm những cái giáo trình đào tạo vào những buổi tham gia những cái buổi đào tạo miễn phí thử nghiệm tại Học viện 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.